khoen như này thôi. Anh vào Facebook đây. Phải đợi một lúc. Sao này không quay ngang được nhỉ? Facebook cá nhân là không ạ? Ở page sẽ phải. Xem bây giờ chắc là mọi người chờ like. Chào mọi người, lâu lắm rồi em mới live stream cho mọi người. Sắp tới là 1 tháng 6 rồi thì tất cả các mặt hàng của shop thì bên em sẽ sale mạnh luôn. Và đây là sản phẩm mà chưa bao giờ sale, chưa bao giờ giảm giá luôn. Thì hôm nay trong live stream này thì em sẽ giảm giá cho mọi người, tức là mua một bộ thì sẽ được tặng. Sao bị mất kết nối mạng? Anh xem một nữa. Chạy xe. Chắc bây giờ là mấy giờ đấy nhỉ? À, gần 8 giờ. Thế sớm quá. Thì bộ này đang bán với giá là 99.000. Thì mọi người mua trong livestream này, mọi người đặt hàng trong livestream này với yêu cầu rất đơn giản là mọi người like page và share bài viết này ở chế độ công khai thì sẽ được mua một bộ tặng một bộ. Tức là mọi người mua hai bộ chỉ với giá là 99.000 thôi, bình thường sẽ là 200.000. Nhưng mà trong từ giờ thời hạn là từ giờ đến hết ngày 1 tháng 6 nhá. Thì mọi người sẽ được mua với giá là mua một tặng một, mua tức là một bộ chỉ 50.000. Đây mọi người có thể nhìn kỹ cái bộ domino này. Domino này là domino bằng gỗ nhá, có các hình như thế này này. Mọi người có thể rủ bạn bè mua chung ấy thì bộ nó tương đối giống nhau thì mọi người mua chung. Đây nguyên một bộ thì sẽ như thế này, có túi. Cái túi này mọi người có thể dùng đựng đồ khác thì được nhá. Đây bên trong lúc bỏ ra thì sẽ là cái một hình như thế này, cố như thế này. Đặc biệt là gỗ này là không có mùi nhá. Đây kích thước thì mọi người có thể so như trên tay em này. Kích thước là như thế này. Đây nó có các hình như thế này. Rất là xô này không bong được nhá, mọi người dùng kiểu gì thì cũng không bong được. Mà có nhỉ, đây mọi người ghép hình như thế này, một bộ thì sẽ xếp được các hình, tại vì số lượng còn ít thôi ấy, nên là mọi người mua nhanh không. Mọi người mua hoặc là có thể comment trực tiếp trên cái live stream này hoặc là có thể inbox cho page nhá. Hàng sale nên là bên em sẽ không mọi người vui lòng thanh toán phí ship nhá. Nếu mà nội thì thanh toán phí ship của shipper. Còn nếu mà ở tỉnh thì thanh toán theo phí chuyển phát của bưu điện. Cái này nhẹ thôi mà. Nếu mà gửi chuyển phát nhanh thì chắc cũng tầm mất khoảng 30-35.000. Còn chuyển phát thừa chắc mất tầm 10-15.000 thôi. Yêu cầu là mọi người chỉ cần like page và share bài viết này ở chế độ công khai thôi. Khi đặt hàng thì bên em sẽ check. Mọi người like và share nhưng không được xóa đi nhá. Từ giờ, tức là hôm nay là ngày 24 tháng 5 cho đến hết ngày 31 tháng 6, tức là tầm khoảng được một tuần nữa đấy, thì mọi người mua thì đều được hưởng cái chương trình khuyến mãi này nhá.
Tại vì bây giờ em cũng không có thời gian nhiều ấy, cho nên là tiện live stream này thì ai mọi người xem được thì chia sẻ cho mọi người cùng biết nhá, để mua được với giá rẻ. Tại vì cái này em bán sale thì chỉ trong một năm, đúng bây giờ đúng với đợt 1 tháng 6 thì em sale cho hết hàng thôi để nhập hàng khác ấy. Nên là chỉ có đúng duy nhất đợt này là sale thôi, bình thường là không sale, kể cả có mua nhiều bên em cũng không sale. Mọi người mua hàng bên em thì đều biết đấy, thì cái bộ này ra là bán cũng không lãi nhiều ấy. Đây mọi người xem kỹ, đây là hình xếp có tổng khoảng 28 quân nhá, cùng các hình như trên livestream này. Các hình con vật rất là dễ thương, nhìn thì đơn giản thôi nhưng lúc xếp thì tìm cũng hơi mệt ấy. Mua một tặng một đều được, ví dụ mua một bộ này thì sẽ được tặng nguyên một bộ như thế này, đều có túi vải nhá, rất là xinh. Tính ra mọi người mua hai bộ mà tính ra có 50.000 một bộ thì quá rẻ. Mọi người không mua được ở đâu cái giá này đâu. Bình thường bán lẻ bên em là 99.000 nhá. Gỗ rất là mềm, rất là mịn, không bị gồ ghề nhá, không sợ bị cắm vào tay trẻ ấy. Đấy, thể lệ vừa sale rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần share và like page là ok. Thì mọi người có thể đặt hàng trực tiếp ở livestream này hoặc là inbox cho shop nhá. Tại vì số lượng còn ít ấy bạn, ai inbox mà không thấy shop trả lời ấy, thì mọi người inbox tiếp để phần tin nhắn nó nhảy lên nhá.